quýnh văng cái hòm ra ngoài khỏi nghĩa trang luôn. Ông quýnh xuống cái mộ nó bằng trái bom của máy bay bỏ vậy. Cái hố bự vậy. Sao mà dữ vậy ông Tư? Không biết cái nghiệp gì, bữa đó quýnh cây thánh giá ngay nghĩa trang, cây thánh giá đó. Tao độ cây thánh giá đó, nếu mà rẻ lắm cũng 5 tấn cái sức nặng đó. Chàng ơi. Gãy cây thánh giá luôn. Rồi đêm nó bắt ếch hoài không nổi luôn, trúng ếch. Ở đâu con Tư? Lên ruộng ếch với cá, cá ta nuôi hầm nó lên bà nội nó bắt bao bao bao. Đám mưa đậu hả ông Tư? Quá mưa quá lớn, bữa đánh nhỏ đó trời đánh 3 lần, đánh ở ngoài đồng nó đương cày ruộng với cha nó còn mấy vòng nữa hết đất rồi. Cày 2 đôi bò, ổng cày trước nó cày sau. Thì tao chạy mấy cày về tao nói về chú ba ơi mưa quá mưa rồi mà cày gì nữa, lạnh bò chết ông ơi. Ổng nói ráng còn mấy vòng nữa hết rồi, thì thiệt còn mấy vòng cày nữa hết rồi, bị tới 2 đôi lần mà. Tao nghe ổng làm kẹt bụp lửa xẹt. Trước mấy cày mà ban ngày mà chạy mấy cày bật đèn đó, cái nó buông chui cày nó té quỵ xuống đất. Một con bò thì bẻ ếch chạy được, còn chết tại chỗ quýnh gãy 2 giờ sau luôn. Trời ơi. Rồi ông ẩm con, ông nói trời ơi chết con, chú bà ơi chết con tôi rồi. Ông kêu chú bà bị dùng cái Thiên Chúa không à. Tao nói ẩm lên mấy cày, ông mới cài chạy về ngang nhà ông bỏ, ông rồi chạy về với nhà tao cách nhà ông đâu cũng 2 cây số. Vậy này mới cho hay rồi trong nhà rộ kêu chú bà vậy xuống nhau lên đọc kinh. Cái nhà ngói cột ôm ôm cột xưa, nhà nào nhà nấy dùng nó giàu lắm. Ông đánh tét từ trên đầu cột tới dưới luôn. Đánh ở ngoài đồng rồi vô nhà đánh nữa hả ông Tư? Liệm nó vô hòm rồi mới đánh banh cái hòm đó luôn. Trời ơi trời. Quần áo văng tứ trong nhà, đánh quần áo cũng như mày bầm luôn. Rồi vậy thôi đâu rồi cứ nhắc hòm khác, liệm nó vô đem nghĩa trang cho quýnh văng cái hòm ra ngoài khỏi nghĩa trang luôn. Ông quýnh xuống cái mộ nó bằng trái bom của máy bay bỏ vậy. Cái hố bự vậy. Sao mà dữ vậy ông Tư? Không biết cái nghiệp gì, bữa đó quýnh cây thánh giá ngay nghĩa trang, cây thánh giá đó. Tao độ cây thánh giá đó, nếu mà rẻ lắm cũng 5 tấn cái sức nặng đó. Chàng ơi. Gãy cây thánh giá luôn. Cái nghĩa trang nó ở đâu vậy ông Tư? Lăn rượu. Lăn rượu hả? Tên nhà thờ Lăn rượu chút cái nghĩa trang đó. Dạ. Có nghĩa trang nó đắp ngoài đồng bự lắm, nó ủi đất, nó đắp đất lên cao. Cái cô gái đó bị đánh tại ở ngoài đồng là đã mất rồi hả ông Tư? Đánh chết rồi, đánh ra tao coi mặt mày gì, máu họng, máu miệng gì. Trào ra, khô rang hết rồi. Cô đó ông Tư biết nhiêu tuổi ông Tư? Cũng 17, 18 tuổi rồi, nó thương tao dữ lắm, nhỏ đó. Trời ơi. Nó cũng yêu tao dữ lắm đó, hồi trai gái đó. Tao không có yêu nó. Nó theo tao dữ lắm, đi thả bò ra ra rồi. Bỏ bò cho ăn đó thì chạy lại máy cày, tao có cái chòi. Trưa nắng quá nắng vô đậu mấy cày đó vô chòi nằm lại nằm thả bò đem cơm theo dở nó ăn cơm nói chuyện này kia chơi. Dạ. Mình biết nó thương mình mà ông không có thương nó chút nào. Mà con nghĩ không biết cái do cái nguyên nhân cái nghiệp quả gì mà đánh ở ngoài chết rồi mà liệm trong hòm vẫn không được yên mà đánh trong banh cái hòm luôn. Đồ đạc trong hòm tao nói mày chiếu gối gòn dĩ văn trắng nhà luôn. Rồi đem chôn được không anh Tư?
chôn đánh mà hòm văng ra ngoài hàng rào đâu chừng 30 thước, chôn rồi còn bị đánh nữa hả? Đánh văng hầu nguyên cái hòm văng thay nó ra ngoài luôn. Đánh dữ vậy ông giận sao đâu. 13 lần hết đánh không tư? 3 lần mới nghỉ đánh. Bữa đánh dưới nghĩa trang đó, đánh cây thánh giá gãy luôn. Cây thánh giá đúc bự lắm mà có Chúa Giêsu đeo trên nữa. Đánh Chúa Giêsu gãy 2-3 khúc luôn. Số trời đánh, số cái cô đó bị trời đánh. Không biết ông giận sao bữa đó. Chắn không khỏi. Từ Đức Chúa mà đánh thánh giá mà còn quýnh, bị quýnh luôn. Ảnh hưởng tới Đức Chúa luôn. Nhỏ đó tao đổi muôn đời muôn kiếp, không có chuyển kiếp nổi. Như cái năm đó tao ở Bưng Tiền, nó có cái chắc cái cây đó giờ ngoài đồng chắc nó hạ mất tiêu. Cây đa bự dữ lắm. Nghĩa trang của người dân tộc Miên á, nó chôn xanh quanh nó không mà ảnh chôn rồi cái lá thúc lốt nó nằm như cà rèm vậy đó. Dạ. 2 tấm lá anh cột anh che trên mộ như cà rèm mình đó. Dạ. Tránh nắng hay không Tư? Bà nội bữa trời mưa nó đánh chỗ đó không nội. Ta ở đó ta đếm chắc cũng mấy trăm phát đánh. Đánh nhiều mà đánh liên tục, có cái đánh cả chục cái chứ chưa ngưng. Ầm ầm dòm đánh rồi có một cục lửa bề cao độ 2-3 mét đỏ lòm ngay chỗ dùng đánh đó. Chừng độ chừng 5 phút rồi mới tắt. Có cháy đất rồi không tôi? Không mày. Tôi không cháy đất. Bị sáng dòm đi soi tối ngày về mệt. Phải sáng chống xuồng lên đó coi. Dọn đây luôn đi con. Nhiều cái chuyện bữa đó ông nội này ông mua cù lần bên Hàng Tra bên Năm. Yeah. Sao ông chút chuồng đi nó lội qua lên tới nửa đồng gù này, ảnh ở giữa đồng rạ lúa mùa á. Cũng ảnh lôi rạ cái ông nội này ông ngọng nữa. Ông con gái gừng. Cũng nó gái gừng là con gái gì trời. Hỏi ông nó bằng chó không, ông nó không biết, nó ở trong lâu lâu bị nó dạch nó dòm á. Dạ. Ủa ta nói ta về ta thấy đen một cánh đồng người ta coi đâu mấy trăm người á. Hiểu chưa ông Tư? Tao chạy máy cài tới đó cái tao tắt máy cài cái tao xách cái cây trên máy cài có cây để mình thủ thân á. Dạ. Tao xách cây lại đó chỗ đó người ta thấy rạ nó u lên đụng con này con gì chứ con gì đâu bự sợ. Mình dùng thợ săn nữa. Dạ. Đủ ngựa lại tao lấy cây tao dạch cái anh lấy tay anh che mặt anh liền. Tao vô tao đè đầu tao bắt. Dùng gốc rạ không á. Dạ. Đè đầu tao bắt tao ôm anh ra. Rồi đi tới đâu người ta chạy đùa chạy đủ không biết con gì nữa. Có nhiều người nói tin quỷ xuất hiện. Nó quỷ hiện hình đó ông Tư? Nó quỷ hiện hình đủ kêu tao ông bảy núi không à. Ôi trời ơi, ông này ông nhỏ mà ông gan trời. Là ông bắt rượu ngựa đi trước đi sao mấy trăm người đi một khúc cũng như cái đám tiệc gì lớn. Trời ơi. Nguyên cánh đồng lên máy cài mới trả nó thôi đi bộ đi cha ơi đi về nhà. Bỏ máy cài. Vì cái con đó cái mặt nó nhìn nó mắc cự. Cù lần có mắt ảnh thầu lội ngoài à. Bắt về rồi cái ông đó ông hay tin hôm qua ông chuột. Con lười. Ở trong không ở con lười nó kêu con ấy con lười nó bự hơn cù lần nó nhỏ hơn con nó kêu con không phải con lười nó kêu con cu ly anh ba muốn tay anh dài sập nó chăm xì đứng lại nín thở một hồi thở ra bằng lỗ mũi thở rất nhẹ rất chậm. Dạ. Con thấy trên YouTube rồi con giờ con cũng gần lắm à. Dạ, cố gắng con hút đúng vậy đó, đúng 3 hơi là cảm nhận liền nó rần rộ trong lỗ mũi mày liền. Thở chậm lại con, thở càng chậm nín thở được càng lâu càng tốt. Cái chết ba cái con khói nó ngúng nó diệt vi khuẩn luôn.
có cảm giác chưa? Nó mới hồi này nó có cảm giác đó, nó nồng lên liền. Tại vì gần cuối nó nồng, thuốc nó dồn gì cũng cuối đó. Từ nửa điếu là sao con? Câu nửa điếu là sao ông Tư? Hồi xưa ông bà mình hay nói đó ông Tư. Ừ, nhất gái một con đó. Vậy số con nửa điếu hả? Ừ. Mấy ông già hay dí gì cho mình. Mê gái một con, rốt cuộc một con có gì đâu ngon. Giác luôn cho ông có kéo ông lôi vậy. Đụng tàu đó có thằng người ta quen ở dưới ấy nè. Chiếc xuồng tâm bản mà 75 già đó, nó trùng động nó cổng mấy người kia thua nó. Dạ. Mấy già gạo. 75 dạ là nó tầm khoảng nhiêu ký đi không Tư? Cái tâm bản nó 7 mấy dạ đó, nặng lắm chứ, 2-3 người mình khiêng á. Nó chung vô, nó lại ốp lại, nó chung rỗng thì nó cổng chiếc ghe đi xuống nước cũng để. Thôi ơi. Mua lên quốc mấy trăm ngàn. Vì mấy người kia thấy lùng nó ấy, nó tưởng. Ừ, nó bở dòng lúa mà bao 2 giờ rưỡi nó giác 3 bao. Thôi ơi. Mày cứ chồng lên 3 bao, chồng lên vai nó, dạ. Nó để lên. Nó dục lên vai nó 1 bao rồi, nó dục 1 bao nữa rồi mày phải để thêm 1 bao cho nó. Chứ nó dục hết nổi rồi. Dạ. Vì nó cao quá. Rồi nó giác 3 bao. Chàng 150 ký. Một bao 2 giờ rưỡi mình, tao đâu biết. Bao 2 giờ rưỡi trên. Trên cho bốn tờ mình đó. Không nhưng mà nói nếu 150 thì nó cũng chưa ấy mà phải nha. Nó bự con không nói gì, nó lùng liền như con vậy. Bị hồi xưa đó nó mạnh kỳ cục, bao 2 giờ rưỡi bây giờ là dám có từ 60 ký lên. Dạ. Không như anh sớm anh nói anh giác anh gánh mà than gì đó mà anh gánh lần 200 mấy ký đó. Không, thì cũng đâu có ấy. 150 hả? 150 nhưng mà là gánh lúc mà tìa đợt rồi đó, lên thành phố gánh thì cũng cỡ 160 á. Trên thành phố thì gánh nó nặng hơn ở dưới quê mình. Nhưng mà là trên thành phố gánh nó cực hơn dưới quê, bị gì cái trên chợ nó cái mặt bằng nó nhỏ lắm, bị ở chợ mà. Cái nhà của mình ba cao là chất thang lên ba cao luôn á. Rồi lên chảnh mắt bắt cái đoạn dày lên gì nè. Rồi gánh lên thành cái dốc nó nặng dữ lắm. Nặng hơn dưới quê vậy. Dạ. Các loại than có than nước là mắc nhất, dạ, tốt nhất. Mà bây giờ cũng sụp, nó đang sụp mấy gà còn chín là mấy không thôi. Than nước nó chuồng băng đã. Chụm nó không nổ nữa. Chụm nó không nổ mà lâu tàn hơn mấy than khác. Lâu tàn nó đụng. Dạ. Con nướng thịt, nướng thà gì ô nướng than nước hay cá gì cũng ngon hơn than củi núi mình. Than nó tốt hay sao không thôi? Tốt. Than nước là tốt nhất. Tốt nhất trong các loại than. Cái kế đó là nhãn, tạp đó, bên tạp đó là nhãn là chồng mà nhãn với là... thằng sabo rồi đó con, mấy loại đó than nó đục đi. Dạ, sabo với vú sữa. Vú sữa chôm chôm mình không lợi. Chôm chôm thịt chập sắp sợ ta. Chôm chôm là nó rẻ hơn. Cũng như bình thường anh lấy than vậy, anh lấy gốc hay là anh lấy thân? Lấy hết thân chứ luôn. Nhưng mà nó ngay là chỉ như, cũng như, như bằng nhỏ hơn cầm tay gì là mình bỏ thôi. Cái cây củi á, bị gì cái cây củi bằng cầm tay mình nó là hầm lại là nó bự hơn này chút rồi. Tự nó teo rồi. Teo nó cháy khô hết rồi còn gì đâu. Cái lò than vậy đó chứ, ví dụ bây giờ mình vô trong lò mình bỏ quên cái đôi dép ở trong nó đâu có cháy đâu. Ủa sao kỳ vậy? Nó chỉ là nó lấy cái hơi thôi. Lấy cái hơi chín đi gan như mình hấp cơm vậy thôi. Chứ không có phải là nó cháy lửa ngọn mà để là làm than. Chứ cháy lửa ngọn làm than thì là cháy củi hết. Vô cổng là ba cái than mình đâu còn gì đó. Nó hầm không mà nó đốt cháy rồi cái bắt đầu nó dập rồi. Em không khói rồi bớt hết rồi. Thấy lửa nó chạy vô cuộn gì đó chứ như thật sự vô cổng nó có cái lửa gà trong á. Lửa gà nó cản lửa chứ. Cũng hay ha. Ừ, cái lò nào nó cũng có cái lửa gà. Mà ngày nào đấy bữa đó tao coi trên YouTube này nó xe cuốc nó cuốc con chắc rắn hổ đứt. Dạ. Dùng dưới rừng nước á. Bà con có coi cái đó nữa. Ừ. Con gắn chà bá đó mà. Thấy nó còn ngoe nó thôi. Chạy. Con có ông Tư nó cũng mấy chục ký đó. Ừ, thấy bự lắm. 50-60 rồi khỏe luôn. Con nó quay ở xa mà nó quay vậy mình thấy đâu có nhỏ. Dạ. Chứ thấy cái tầm dài của nó. Mà đúng là nó bò biết bao lâu mà mới hết cái đuôi ông Tư. Ừ. Dài lắm. Rắn ổ đứa thì răng cục than đứt con vậy đó. Ảnh đen mà màu hồng. Chứ không phải đen thui như cái áo khoác con mặt. Đen thui là kêu hổ trâu.
hổ nước này nó giống hổ mây mà hổ mây đen. Dạ. Khi con mần thịt nó rồi con cạo lên cái ra cái dãy anh rồi cái mình ảnh cũng như lưới mà đắp vô. Dạ. Mặt lưới không? Ủa mà nó chỉ đấy. Sống trong những cái khu vực là rừng nước là nhiều hả ông Tư? Rừng nước, anh ở đây trốn trong rừng nước coi mày hạ ăn cây đâu ngã. Hồ rừng nước là một cây con hạ không bao giờ ngã được, mày hạ phải nửa công, không công. Tao ơi. Đúng là bị vô đó nó ghen như lúa mình chứ. Dày cây luôn. Dày ghen như lúa. Đâu phải rễ nửa cây nó buông xuống vậy nè, như cái dù xếp con vậy. Ồ, nhưng mà nó nghe anh hạ ăn cây cũng không ngã. Bị gì nó y ghen như lúa mình luôn. Không ngã đâu, nó rụng hột nó lên trái anh bằng ngón tay mình dài. Bị lúc trước có đi xuống rừng lấy củi nữa. Dạ. Ra đó là nó y gan như mình mà ruộng bên đây nè. Ra là chỉ thấy là nước không luôn. Chứ không có thấy cái ngoài ra là gì hết. Chỉ bà nội ơi, con sôm mà nước lục nó làm gián ngựa, tao đi với tao gặp nhiều bộ gián ngựa thấy đen xì như xìn trâu hỏi gián gì. Vậy một tấc mấy lại nó tự cây nước đó ông ơi. Nước mặt mà một thước sáu nước ngựa đôi ngựa chiếc cây sống mấy trăm năm nữa trời hồ xưa đó con. Dạ. Nằm dưới xịn dưới. Dạ. Rồi mấy ổng đi xôm á. Dạ, kêu xôm củi lục á. Cây đó mới lên hầm than con mới đã gấp 10 lần cây tư đốt biết nào cháy hết cây cái khúc đó ông Tư hầm than á ông Tư. Cái bây giờ đó là ông Tư, bây giờ đó là mình hầm than bự quá bán không được ông Tư ơi. Đúng. Bây giờ nó che đang bự. Bây giờ đó là mình mua củi là cỡ này à. Ví dụ mà mua mà chơi cái kiểu mà hồi xưa thì bán củi bự nó bái. Còn bây giờ nó ngược lại. Dân thành phố mà nếu mà bây giờ mà nó lại nó lò mình nó thấy cả bự gì không là nó che luôn, nó bỏ lò mình luôn, nó hồi luôn. Làm biến trẻ. Trên chợ nó bị nó không khoái cái loại đó. Bị làm như bự quá cái thịt nó hơi bự. Cái chụm nó không được người mấy bạn. Ở dưới ta đi gặp cột cây nào cây nấy 3-4 tay mình cột tròn á. Thấy bông hoa rồi đẹp lắm rợ mấy ông nói anh biết cây đó cây gì không? Ông nói mù u với cây mà xô đũa. Ừ. Ông nói mù u cây xô đũa nó xốp xợp mà con ngâm dưới xịn 3 năm rồi mày đóng đinh không vô. Xô đũa nó bị xèo không Tức? Ừ. Mà ngâm đạp dưới xịn 3 năm, đúng 3 năm mới lên đắp xịn. 3 năm lấy lên là đinh một tấc rưỡi con đóng quẹo á. Nó cứng lại. Làm như nó hấp thu cái độ xịn bùng đó nó cứng cây lại. Dạ. Ủa rồi trường hợp đó như mình muốn cắt mà mình làm là mình phải khoan hả ông Tư? Khoan mồi chứ đinh con đóng không vô làm sao nhà. Mà ở dưới cất nhà dở lắm, bị ở dưới ngộ lắm, cất nhà truyền thống theo nhà hai mái mà thấp nhùng không à. Gặp trên mình nóng thấy bà nội luôn. Cất nhà xưa mấy ông cất máy cũng lợt ngói rồi kia thấp nhùng mà. Dạ. Tao đi với lại gặp cột bông hoa rồi đẹp, mình tưởng gỗ quý giờ coi cái cột. Thôi con về ông Tư ơi. Ờ, về anh Tân à. Dạ, cảm ơn ông Tư. Có gì đâu. Cảm ơn anh Tân. Tao nói ông mua làm gì. Ông kia là ông nói thôi cân hết tao này đi. Ông đi với tao á. Chúng nó mua chi dữ, tính mua gì rang muối, rang nhậu chơi mà. Trời ơi, anh mua đi, mua coi cháu cân hết thao này cho ông đi. Cân hết một thao, đem về xách một bọc. Đem về, ông để vô bao, ông rửa, ông lấy rổ, ông vớt ra, ông để trong cối dở gà, ông lấy chài, ông quết. Trời ơi. Con cúm không thôi. Con cúm á, nó như con cua mình trắng, nó ở dưới kinh Cao Lãnh nhiều lắm mày. Tới mùa nó chạy đái con nó một cái dữ lắm. Dạ, hồi đó giờ con chưa thấy con đó. Chưa nghe tên luôn. Ăn nó bình chậm mà. Nó giống hệt con cua mà nó bơi lẹ lắm, nó mỏng hơn cua. Chưa biết con. Dạ. Nó kêu con cúm. Con cúm. Ồ người ta nói trời làm gì không, thì ăn, để người ta làm cho ông ăn mà. Bỏ vô là vợ y bóc rửa bóc để trong thao nước rửa vô bóc để vô y quết y giải nhẹp lép ở trên rồi cái mới lấy khăn lược ra y đổ nước sạch vô cái quậy y lược lược như cua bây giờ hả ông Tư? Lược như cua mình nấu canh. Yeah.
lượt ra cái bắt nồi nước lên cho sôi cái đổ vô mày. Yeah. Đem ra y rang như bánh bò mình á. Miếng miếng vậy đó. Yeah. Thì đổ vô khuôn y sắt ra rồi y ướp đậu phộng củ hành chiên ăn đó. Tôi tính để nguyên con nhai. Không trời ơi ăn gì cho ăn nổi không ơi. Ông làm ăn y như rang như trứng vịt mình á. Như giống cua mình giờ mình cũng đâm mình lượt vậy đó. Công nhận cũng làm ngon thì ăn năm nhớ hoài. Bữa sau tao đã mua ăn bữa nữa ông nói thôi ăn bữa ăn ớn. Mát lắm từ rồi. Có 2.000 ký đậu một ký một đống mà cái tên kia cũng lạ, tên cúm. Tên cúm con cúm nó ở kinh Cao Lãnh Hòa Hảo mình xuống nước ngọt mùa mưa mùa của nó mới nó chạy đáy hết. Sao đặt cái tên con cúm ông Tư? Ai không biết đâu, ở đó người ta kêu vậy mình không biết đâu. Nó giống cua mà nó mỏng. Yeah. Chứ nó không giống nó như cua đồng mình nó dày vậy đâu, nó mỏng, dánh. Yeah. À. Mới nghe ông Tư nói con cúm, cúm tưởng cúm núm hồi xưa. Không phải, cúm, cúm là con cua. Cua cúm. Cái con nó lớn không? Tôi con bự nhất của nó không? Tôi? Chút chút vậy nè. Ồ, vậy nhỏ xíu mà. Ừ. Tao tính mua về để mình rang muối nhậu chơi. Ồ, cái đó chắc được đó ông Tư. Ờ, tính vậy đó. Rồi mua về ông nói trời ơi làm cho ông ăn gì dùng sảm sồ mà ăn gì để tôi làm cho ông ăn. Rồi ông mới về quết, ông giả gì đó, ông lượt là ông làm công nhận làm ngon. Cái đó mình nấu uống cái thứ gì vô nổi ông Tư. Ừ, ăn nói gì. Rồi đâu phải vậy cái ông còn khìa lại nữa, ông để mỡ tỏi ra, ông khìa lại nữa chứ. Trời ơi. Củ hành, đậu phộng rắc để nó thơm phức. Ăn béo ngậy luôn. Ừ. Rau thơm để dĩa ăn. Em tự nói chuyện không nổi luôn, đi khác. Đừng kể luôn, Tư thèm Tư. Dùng đó con nó con nhiều, cho nó dữ lắm rồi, tới mùa mưa nó chạy một cái, đái nó chạy. Hồi xưa ông Tư mà... Có biết con cá nhớt không ông Tư? Con cá nhớt nó bằng đầu đũa không ăn mình đi đó. Nó giống như con cá bóng, cá lóc bóc, cá lóc con vậy đó. Rồi thấy có bóng dừa rồi này kia với cá đèn, ở biển cá đèn con lớn đỏ lòm. Yeah. Con này nước ngọt. Ừ. Mà nó cá nhớt hồi đó con mua về á, cái không có mặn. Cái đầu để vô cái thao, cái đầu đổ cho củi mình đó vô chà chà hồi cái nhớt nó ra theo cho đóng cục 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 vậy. Rồi chà rồi cái vô cái chà phèn xương rửa lại cái vô kho ăn chưa có ăn chứ không có mặn bụng. Ừ. Thay vì nhiên cá kèo mình đâu có mặn. Dạ là hồi đó bên Mỹ Hội kêu cá nhớt không chưa biết ngon lắm béo ấy. Hồi xưa cá phèn ở ngoài trong cái cá phèn cá leo cá phèn con hai ngón cộng râu anh dài hơn dạ, vàng dạ đúng rồi vàng, vàng vàng hồi đó nhiều hết biết không Tư nhiều. Bây giờ mất tiêu cho mất tuyệt chủng làm như tuyệt chủng dạ cá phèn hồi xưa ông Dưỡng Úc con văn lứ mà ở ngoài sông nó dính biết như nó cũng béo luôn dạ cũng thả lứ dính cá phèn biết nó co khô rồi này kia co tiêu ăn nhả đó. Đợt đó hồi xưa mấy cái ông mà lúc con còn nhỏ bán con nhớ khô cá sủ cái nó bật thời gian cá sủ bị nhiệt nó ăn quá mạnh. Yeah. Hồi đó mình kêu cá mặn á. Dạ dạ làm cá sủ nó muối khô cá mặn nó để bụng bụng muối mặn rồi mình về mình chưng hột vịt tớp mỡ rồi đó. Dạ. Yeah. Còn cái xương cá sủ mình nấu xin lo rồi đó ông Tư. Ừ. Lấy cái đầu nó nấu. Dạ. Yeah. Hồi đó con còn nhỏ mấy ông bộ đội hồi xưa mấy ông đi bộ đội về đó ông Tư. Cái xương đầu cá sủ đó con đốt thành than để chế dầu dừa sức lỗ tai thúi đại tài đại tài. Cái xương hả ông Tư? Cái trò đầu nó.
Trên đầu mình cá chủ. Hồi xưa mấy ông bộ đội với mấy ông ưa lấy với mấy ông chính xã một lần đó. Mấy ông lấy mà mìn, mấy ông gài với xong cái ông Tư. Cái mấy ông giật, ồ cá nó nổi ông trắng hết trơn mà mình còn nhỏ, mình đâu có đi ra vớt đâu. Thấy nổi trắng hết trơn mà ông bơi xuồng mà ông vớt. Ăn phần nửa bỏ phần nửa. Dạ. Yeah.